Nhằm triệt để khắc phục những vi phạm văn minh thủ đô như là ăn xin đeo bám, đổ rác thải, xả bẩn, bừa bãi ảnh hưởng tới hình ảnh thành phố đáng sống nhất, đồng thời là khuyến khích người dân cũng như là du khách phối hợp với chính quyền để cùng giải quyết. Mới đây, quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng đã có sáng kiến mới mẻ, đó là thưởng nóng 200.000 đồng một tin báo về các tin vi phạm trên. Theo đó, mỗi thông tin có thật của người dân, du khách cung cấp cho đường dây nóng sẽ được thưởng nóng 200.000 đồng một tin. Ngoài ra còn có các hình thức khen thưởng khác tùy theo tính chất, mức độ xử lý. Các tin báo vi phạm bao gồm giao vặt trái phép, quảng cáo, lang thang ăn xin hoặc ăn xin trái hình, biến tướng, đeo bám, trèo kéo khách du lịch, đổ rác thải, xả bẩn không đúng nơi quy định. Thông qua các tin báo này, tổ công vụ xử lý nhanh của quận sẽ lập biên bản xử phạt người vi phạm theo quy định hiện hành. Được biết, mới đây nhất trong thời gian Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đã ra quyết định xử phạt 22,5 triệu đồng một trường hợp về hành vi giữ xe với giá cao thông qua tin báo của người dân.